Mình chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em giới thiệu với các bác một combo karaoke VIP. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thiết bị quen thuộc, nổi tiếng và đây là những sản phẩm cao cấp. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau review và cùng nhau tìm hiểu xem combo VIP này nó có những thiết bị gì và nó cho chất âm thanh như thế nào. Và em sẽ quay lại gần từng thiết bị để các bác có thể dễ hình dung hơn nhé. Như thường lệ trong một combo karaoke thì chúng ta không thể thiếu được những đôi loa, đúng không ạ? Và đây chính là loa CAS cá heo. Và tất cả những cái sản phẩm trong gói combo này đều là những sản phẩm mới chính hãng. Và mã model của đôi loa này nó là MC12. MC12 và đang có giá là 12.500.000 cho một cặp loa các bác nhé. Đó, nguyên một cặp loa không đã là 12.500, hàng rất là chất lượng, thiết kế đẹp mắt. Đó. Nói chung là về cái sản phẩm của CAS cá heo thì chúng ta đã biết được rằng là cái chất âm từ loa đẩy vàng rất là hay, đúng không ạ? Và đây chính là mã MC12 được rất là nhiều anh em ưa chuộng trong thời gian qua nhá. Và tiếp theo tới bộ xử lý tín hiệu thì em có ghép main công suất của Soundtop có mã là SA8002. Thì công suất này cho ra công suất là 800W cho một kênh. Đó, chúng ta có thể vận hành căng một đôi loa CF MC12 này. Đó, và thậm chí nếu như sau thương tương lai các bác muốn lắp đặt thêm một đôi loa nữa thì chiếc main công suất này vẫn có thể gánh thêm các bác một đôi loa 25 hoặc một đôi loa 30 nữa các bác nhé. Thì đó chính là main công suất của Soundtop SA8002 cho chất âm rất là tuyệt vời và độ bền nó rất là cao, và đây là hàng mới chính hãng. Tiếp theo, một điều quan trọng nhất đó chính là một chiếc vang số. Thì vang số ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn cho các bác một chiếc vang số của CF của mã là X2000 Pro. X2000 Pro được trang bị nguồn xung, đó, được trang bị nguồn xung nhé. Thiết bị rất là thông minh, cho chất âm rất là tuyệt vời. Và đặc biệt, anh em nào đam mê tiếng bass thì hãy sở hữu ngay một chiếc X2000 này. Chất âm nhạc ra rất là hay, đặc biệt là tiếng bass rất là chắc tiếng và uy lực. Còn tiếng mic và tiếng reverb của cái chiếc vang này thì không thể chê được. Và xíu nữa thì em sẽ test qua cho các bác để các bác có thể là trải nghiệm qua cái chất effect đó, bao gồm có reverb các bác nhé. Về thiết kế thì những cái sản phẩm này nó rất là thông minh. Ở đây các bác có thể thấy là có 3 nút để chúng ta có thể chỉnh này, mic này, effect và nhạc. Đó, nhạc bên ngoài này các bác nhé. Đó, chỉ có 3 nút này thôi. Và cái sản phẩm này thì nó trang bị thêm cho chúng ta cổng quang nữa. Đó, ví dụ như là chúng ta muốn chuyển đổi cổng tín hiệu thì chúng ta sẽ ấn vào input này cho em. Đó, input đây. Còn các bác muốn chỉnh echo, chỉnh reverb, đó thì sẽ cho phép chúng ta chỉnh echo reverb luôn ở trên trước mặt này. Đó, nó rất là thông minh các bác nha. Đó, và nguồn phím nguồn của nó, phím tắt mở chính là phím mềm. Đó, phím mềm ở đây các bác nhé. Tắt mở trực tiếp trên nút này. Đó, nói chung là về cái thiết bị vang số X2000 Pro này, nó cho em cái cảm giác nghe nhạc hay là hát karaoke hay là về thiết kế nó rất là thông minh và hay. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu với các bác một bộ mic của CAVS, hàng thương hiệu Mỹ. Đó. Ở đây thì cái mã model của em nó là T8i. Các bác nhìn sang góc bên trái màn hình sẽ thấy model của em nó là T8i nhé. Đây là dòng mic rất là cao cấp. Về thiết kế đồng thu thì các bác có thể thấy này, là thiết kế hình uốn cong, nhìn nó rất là đẹp. Về cái bộ mic này nhìn nó rất là sang trọng và đẳng cấp, đúng không ạ? Thế còn tay mic thì sao? Tay mic thì các bác có thể thấy là tay mic của em nó là tay mic màu bạc này. Đó, nhìn rất là đẹp. Và em nó sẽ trang bị thêm cho chúng ta là một cái đèn led ở phía dưới. Đó, trang bị cho chúng ta đèn led ở phía dưới chuôi này các bác nhé. Rất là đẹp, nó có thể đổi màu từ xanh rồi sang hồng rồi sang cam. Đó, nhìn nó rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Và đó là chi tiết của cái combo này. Và tổng gói combo này cho ra là cho chúng ta là 29.700.000. Đó, 29.700.000. Có fix cho các bác nào nhiệt tình mua nhá. Và bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của combo này. Đây thì em sẽ bật mic lên. Đó. Và em sẽ test cho các bác này. Và chất âm ở đây thì các bác có thể thấy rằng đây là chưa có effect, đúng không ạ? Nó chất âm tiếng mic mộc của nó rất là hay. 5 6 7 rất là sạch tiếng, rất sạch tiếng các bác nhé. 5 6 7 này, 5 6 sạch tiếng mà nó cho chúng ta cái cảm giác cái tiếng mic nó ra nó rất là gọn. Nó rất gọn, không vỡ tiếng ở phía sau. Và đây chính là chất âm mic mộc, là các bác có thể cảm thấy được rằng cái chất âm rất tốt, đúng không ạ? Thế còn effect thì sao? Và bây giờ em xin phép là sẽ tăng effect lên nhé. Đây.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, effect rất là mịn luôn ạ. Tiếng effect rất mịn. 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7. Đó, effect không thể chê được với effect này. Tiếng rất là dễ hát. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Chồng ú nhé, em sẽ chồng ú cho các bác này. Rất gần loa, rất gần loa luôn các bác. Đó, các bác có thể thấy là em đứng rất là gần loa đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Không hề no hô dít này. 5, 6, 7. Thì là các bác có thể thấy là yên tâm về cái dòng là văn số cao cấp này đúng không ạ? Và cái combo này thì từ loa này, từ loa cho đến đẩy công suất, rồi văn số, mic không dây đều là những sản phẩm cao cấp. Nên là khi mà chúng ta sở hữu những cái combo này thì hoàn toàn yên tâm. Đó, kể cả là khi mà ngày Tết, ngày cuối năm, ngày giao lưu á, các bác có mời bạn bè anh em đến thì hát họ thoải mái, để khẳng định cái combo này là đẳng cấp các bác nhé. Khẳng định với bạn bè, với người thân luôn là đây là combo rất đẳng cấp, hát hò thoải mái, không lo hủ dít. Đó là tiếng mic mà chúng ta đã thử xong rồi ạ. Rất là hay đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ test tiếng nhạc để xem là chất âm của cái combo này nó cho chất âm tiếng nhạc ra như thế nào. Và xin mời các bác cùng lắng nghe. Và em xin lưu ý các bác rằng là các bác chưa đeo tai nghe thì hãy nhanh tay đeo tai nghe vào để trải nghiệm chất âm thực nhất của combo này các bác nhé. Vâng, thưa các bác, thì chúng ta vừa trải nghiệm qua chất âm rất là hay đúng không ạ? Để mà nói về cái tiếng bass, cái âm bass của nó cực kỳ hay, chắc tiếng và cái cảm nhận được rằng là cái tiếng nó rất là sâu khi chúng ta sử dụng những cái dòng vang số này. Đó, và đặc biệt là lại ghép với những cái sản phẩm cao cấp nữa thì không còn gì để chê nữa đúng không ạ? Và giá thành tại Tuyên Vũ Audio thì rất là rẻ. Đó, các bác quan tâm thì có thể để lại mình ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em có thể tư vấn hỗ trợ các bác một cách nhanh nhất. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất ạ.